Ok, và mình chào các bạn nhá. Hôm nay các bạn cùng mình bắt và tìm hiểu những loài cá nước ngọt nha. Các bạn ơi, có rất nhiều những con cá trê kìa, cá koi kìa, cá chim nữa các bạn ấy. À, xin đi, con cá gáy này bự đi này. Ồ, kìa, ở cái hồ nước này còn có rất nhiều những loài cá các bạn ơi, những con cá siêu to khổng lồ nhá. Ở đây là cái thùng đựng cá của mình nhá, mấy bạn ơi. Ok, để các bạn ơi, nhiều cá lắm nhá. Đây con cá ba đuôi này, các bạn. Cá ba đuôi thường nó sẽ có cái người tròn tròn như vậy các bạn, tròn xoe luôn. Đấy, mình bắt được một con cá rồi nha mấy bạn ơi. Ok luôn, còn nhiều lắm các bạn ơi. Ở cái hồ nước còn đầy cá đây này. Con cá này là con cá chép phụng đuôi dài này. Ai à, dần dà. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nha các bạn ơi. Ok, con dê luôn. Còn nhiều cá lắm mấy bạn ơi. Con cá gì đây? Ui, con cá gáy to lớn kìa. Đấy, con cá gáy bự nha, bự nha. Ai à, dần dà, báo cá liên tục luôn các bạn ơi. Tinh tinh liên tục luôn. Đây con cá rô phi này các bạn. Ok. Đấy, mình bắt được ba con cá rồi nha các bạn ơi. Đấy còn nhiều lắm nhá. Con cá chép màu đỏ đây các bạn này, con cá chép này xịn đi này. Xịn xò luôn đi. Ok luôn, còn nhiều lắm các bạn. Ui, con cá lớn đây này, con cá trê nha mấy bạn ơi. Cá trê đấy to lớn không nào, bự không nào. Ui ai à, vịt con nữa kìa, quạc 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 kìa. Ok, xịn nha các bạn ơi. Đây còn cá gáy này, cá gáy thuộc họ nhà cá chép nha các bạn. Để con cá gáy này có cái màu xanh quân đội này. Ui nó to các bạn này. Ôi to thế. Ui dồi, mình bắt được 5 con cá rồi nha. Để còn cá koi này các bạn. Con cá koi này bự đây này. Ai ai xin đi. Ôi giời ơi, một thùng đựng cá đầy rồi. Một thùng cá đầy rồi các bạn ơi. Còn nhiều lắm đi này. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Rồi rồi, ui, một ổ nữa các bạn ơi. Đây này, ở cái hố nước này còn cá gì nữa đây. Ui, còn nhiều lắm các bạn ơi. Con cá vàng đây này. Ui xin đi. Đấy, con cá còi nòi có cái màu đen nữa đây này. Ui dồi ôi, nhiều cá lắm các bạn. Cá chê đây này. Ai à, cá chê thuộc loài cá da trơn các bạn này. Cho này bắt cá chê rất là trơn luôn nha. Đây con cá gì đây? Ô kìa, con cá này xịn đi này. Ai, 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 ai. Con cá này là con cá tàu ngầm nha. Cá tàu ngầm đấy các bạn. Đấy, cá tàu ngầm hay thường gọi là cá dọn bể, cá lóc kiếng này. Ô kìa, ô còn nhiều nha. Ở cái hố nước này còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá gì đây? Con cá này là con cá thòi nòi này các bạn này. Đây cái đôi mắt thòi nòi này đây. Xịn đi. Ok. Ui. Ai dạ, các bạn ơi. Còn có nhiều loại cá lạ lạ nha các bạn. Để còn cá ba đuôi nữa đi này. Ấy xịn không nào, bự nha. Ôi dồi ôi, kia. Ui dồi ôi, ôi giật giả các bạn ơi. Con một cái đầu khủng long nha, rung rung đi này. Ô con vịt nữa đây này. Ô kìa, ôi xịn nha. Ô quạc quạc quạc. Ô đấy, vịt đây. Ô kìa xịn đi. Ok để các bạn này, đầu khủng long này. Ấy rung nha. Ok cắm. Ui dồi ôi, rùa nha các bạn ơi, có một con rùa nhá đây nè. Ồ có một con rùa nó ở trong cái bộ lão con khủng long đây này. Ui dồi xịn đi. Ai già già. Ồ đấy một con rùa rồi nha các bạn. Đấy mình tìm kiếm được một chú rùa rồi nha. Đây nè. Ồ đây còn con nữa các bạn đi. Đây còn con rùa nữa đây nè. Con rùa này xịn nhá. Ấy à, con rùa này thuộc loài rùa vẫy đông nhá các bạn. À xịn luôn ấy. Đấy rùa vẫy đông nhá các bạn. Ok. Ô xịn đấy, con vịt kìa. Ô con vịt đang tắm kìa. Xịn xò luôn. Ok còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây này cá đây này. Ô kìa con cá koi này. Ôi nó bự nha. Con cá koi này. Đấy cá chép koi đấy các bạn. Ok ơi, một thùng cá. Một thùng cá đầy rồi. Đây con cá chép koi nữa đây này. Ôi nhiều cá lắm các bạn ơi. Đấy. Ok con dê luôn. Xịn luôn. Ok. Con cá chép koi này có cái màu lạ lạ đẹp đẹp này. Đấy cá hồng kết vàng này các bạn này. Ấy hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Một lát nữa mình sẽ đem những con cá này mang về cái khu chăn nuôi của mình nhá. Rồi mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá cho các bạn xem sau nhá. Các bạn ơi, đây con tôm này. Con tôm hùm Alaska này các bạn này, nó rất là lớn luôn này. Ui nó bự này. À to như vậy thì đỡ làm sao được nhỏ. Tôm hùm Alaska nhá. Rồi cá gì đây? Ô ok. Con cá chim nhá. À chà chà. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn. Để này đẹp đi này. Ô kìa để ui. Ai chà chà. Ồ khỏe thế. Rồi. Ô. Ê tới công chuyện rồi các bạn ơi. Nó rất là khỏe luôn nhỉ. Đấy cá chim ấy. Ok. Đấy mình bắt được một thùng cá rồi. Ô kìa cái bạn rùa này. Rồi. Ô kìa ton kìa. Lớn. Ê đi đi cả. Ô. Ai chà chà. Rồi. Đi đâu đây? Rùa đi chơi à? Ô kìa. Con rùa đi đâu kìa? Ô kìa. Ôi, rùa đi đâu đấy rùa ơi. Đây. Ôi xịn nha. Rồi ok đấy các bạn ơi, rùa nha. Con mèo cơ. Ô kìa. Mèo. Ô con mèo đấy các bạn ơi. Ok các bạn ơi, ở cái hố nước này vẫn còn cá nha các bạn ơi. Còn cá nhá. Đây con dã tràng này. Cua dã tràng này.
Rồi đây các bạn ơi, ở cái hố nước này còn cá nhá. Các bạn ơi, để có những con cá to nhá. Cá koi này. Ở cái hố nước có những con vịt đang bơi này các bạn. Đang bơi với đang tắm này. Có cá nhá. Đây các bạn, có cá đây này. Con cá chép koi có cái màu cam cam này các bạn này. Con cá koi này lớn nhá. Đấy, to lớn không nào. Đấy, cá chép koi đây các bạn. Rồi, đây này còn cá nhá. Đấy các bạn, một thùng cá đầy luôn rồi đây này. Một thùng cá đầy luôn rồi nha. Còn cá nhá các bạn ơi. Đấy, đây, con cá koi đây này. Con cá koi này có cái màu cam cam đẹp đây. Cam cam đen đen này. xịn luôn. Úi dùi ui. Ok con dê luôn. Rồi còn cá các bạn ơi. Vẫn còn cá nha. Để. Ok đây này các bạn này. Con cá đây này. Con cá chép nha. Có cái màu đỏ luôn đây này. À đẹp đây này. Đấy, mình bắt được một cái thùng cá đầy luôn rồi đây này các bạn này. Ok con rùa đâu nhỉ. Ok con gì đây nhỉ. Con cá mập nhá. Úi dùi ui. Con cá mập đấy các bạn này. Úi dùi con cá mập to thế. Bự thế nhỏ. Ồ các bạn ơi. Ở đây con rùa lại đi chơi rồi. Đây con rùa đây này. Ô kìa. Ồ các bạn ơi. Đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá các bạn. Đấy các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi có đẹp không nào. Đây là hai con thỏ nha các bạn. Một con thỏ lông ngắn với một con thỏ lông dài nhá. Cái con thỏ mà có cái màu vàng cát này là con thỏ lông ngắn nhá. Đẹp lắm. Ồ đang ăn rau kìa. Ôi xịn nha xịn nha. Ô kìa. Hello hai cái bạn thỏ nhá. Ở đây đi. Đi con mèo này. Ơi con mèo. Ở xịn nhá các bạn. Đây này. Đây là cái bể nuôi cá của mình nhá các bạn. Đấy cái bể nuôi cá của mình đây này các bạn này. Xịn không? Đấy, cá đấy các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ nhá. Tôm cua các kiểu luôn. Rồi các bạn ơi, đây đây. Đây có một quả trứng khủng long nhá. Để mình cùng các bạn khám phá xem bên trong quả trứng khủng long này có con cá nào không nhá. Các bạn ơi. Ok, rồi. Ui giời ui. Ai da da. Xịn luôn đi. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Cá lóc Mexico này, cá beta, cá bảy màu, rất là nhiều những con cá đẹp các bạn này. Đây này, cá beta đẹp nha. Các bạn ơi, cá beta thuộc loài cá cảnh nha. Cho nên cá beta là rất là nhiều màu sắc luôn để. Ui, đấy, cá lóc Mexico này kìa. Đẹp không? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đây các bạn ơi. Các bạn, đây là cái bể nuôi cá bằng kính. Ô con ếch ở đâu nhảy đâu đi. Ô con ếch cái nhảy từ trên trời xuống này. Ui giời ui. Con phong phong kìa. À dạ dạ. Được rồi, ok. Đấy các bạn ơi, mình đang thả cá vào trong cái bể nuôi cá bằng kính nhá. Cái bể nuôi cá bằng kính thì nó có thể ngắm cá từ bên ngoài các bạn ơi. Đấy, nó rất là tiện dụng luôn nha các bạn. Đấy, xịn luôn. Ok. Đấy các bạn, ếch kìa. Ok không? Ok. Ở đây này, ôi giời ơi, xịn nên dễ thương ấy. Ô, con ếch này vừa nhảy từ trên trời xuống các bạn. Rồi. Ở đây các bạn ơi, đây là cái bể nuôi rùa của mình đi này các bạn này. Ô kìa, con ếch kìa, đâu rồi? Ô kìa, rồi. Các bạn ơi, thế thì con ếch kìa. Ồ, thôi nó đi mất rồi. Đi chơi mất rồi. Các bạn, đây là cái bể nuôi rùa của mình nhá. Các bạn ơi, đấy, rùa đây này. Đấy, con rùa này có cái mai màu xanh nhá. Con rùa này thuộc loài rùa tai cam các bạn ơi. Cái tai của nó có cái màu cam nên mình gọi là rùa tai cam nhá. Các bạn thấy con rùa vẽ đông này đẹp đây này, xịn luôn đi. Ok. Các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ quay lại cái khu chăn nuôi của mình nha các bạn ơi. Đây là cái khu chăn nuôi các con vật của mình các bạn nhỉ. Các bạn ơi, đây là cái bể nuôi cá bằng kính này đấy, có thể ngắm cá từ bên ngoài nha. Xịn xò luôn đi. Ok. Rồi các bạn ơi, còn đây là những con cá siêu to khổng lồ mà mình bắt được đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá lớn của mình nha các bạn ơi. Các bạn cùng quan sát nha các bạn. Đây này. Có rất là nhiều những con cá đẹp luôn đi nhỉ. Đây cá koi này, cá chép, cá chim. Đấy, xịn luôn này cả chép nữa. Ô đây này các bạn. Ai giả giả. Bây giờ các bạn cùng mình khám phá thăm bên trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Các bạn ơi, bên trong cái bể nuôi cá của mình các bạn có rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ. Con tôm này các bạn. Con tôm hùm Alaska này. Ôi xịn nha, con tôm rất là lớn ấy. Tôm siêu to khổng lồ nhá. Tôm hùm siêu to khổng lồ ấy. Ok. Đây các bạn ơi, con cua dã tràng đây này. Con cua này đẹp đây này. Nó rất là nhiều màu sắc luôn nhá. Đấy, cua dã tràng nha các bạn. Rồi đây con cá mập nha. Con cá mập siêu to khủng lồ này các bạn này. Nó rất là bự luôn nha. to không. Đấy, con tôm đây các bạn này. Có một con tôm đấy nha. Đấy con tôm hùm có cái màu đỏ đô luôn đây này. À, xịn không nào. À đây, thỏ đây này. Ô kìa. Hai bạn thỏ thường đi chơi rồi vẫn đang ăn này. Ô kìa, xịn nha. Ok, các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi có xịn sò không nào. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Và bây giờ mình cùng các bạn thả cá là. Đấy cá đấy, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá nhá. Đây con cá koi này đẹp đây này. Đấy, cá koi đấy. Bây giờ mình cùng các bạn thả cá nhá. Ok, thả cá vào bể nhá các bạn ơi. Đấy, xịn không nào. Đây con cá vàng này các bạn này. Cá vàng đây. Ôi xịn luôn, cá vàng. Xịn xò con bò luôn. Đấy, cá koi này.
Bây giờ mình sẽ thả cá vào nhá các bạn. Các bạn cùng quan sát nhá. Các bạn ơi, đây con cá vàng nó đây này. Con cá vàng này đẹp đây này. Đấy con cá vàng đây này. Ô xịn nhờ. Đấy cá vàng này các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá koi nữa các bạn ơi. Đấy cá chép nữa. Rồi cá chim nữa các bạn ơi. Ôi xịn luôn đi. Đây con cá koi này đẹp đây này. Có cái màu cam cam luôn nhờ. Đấy xịn không nào các bạn. Ok, đây còn nhiều là nhiều các bạn. Còn rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá. Đây con cá ba đuôi này đẹp đây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thả cá tốc độ nha. Thả cá tốc độ nhanh cho các bạn xem nha. Các bạn đấy, cá chép koi có cái màu cam cam này. Ui, đẹp nhờ, đẹp nhờ. Ok, ok. Ok con dê luôn. Bây giờ mình sẽ thả nhanh nhanh chút nha các bạn. Rồi mình sẽ đi tìm kiếm các con vật nữa nha. Ok các bạn ơi, đây con cá chép này to lớn đây này. Bự không nào. Ui, to không các bạn ơi. Rồi đây con cá chép koi nữa này các bạn này. Có cái màu cam cam trắng trắng lên. Con cá này đẹp lắm đấy này. Ồ còn nhiều lắm các bạn ơi. Một thùng cá đầy cơ mà. Ồ xịn không nào. Rồi các bạn ơi, vẫn còn nha, vẫn còn nha. Đây này các bạn này, còn một thùng nữa đây này. Ồ nhiều lắm các bạn. Đấy, ui giời còn nhiều lắm các bạn ơi. Đây con cá hồng két vàng này. Rồi đây con cá gì nhỏ. Ai à, con cá này là con cá tàu ngầm đấy. Con cá tàu ngầm hay thường gọi là cá dọn bể nha mấy bạn ơi. À, con cá này nó đấy nó bơi rất giỏi luôn. Đấy đây 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 đây. Ôi xịn luôn. Ok rồi các bạn ơi, mình sẽ thả con cá này vào đây cho nó dọn những cái rêu xanh các bạn ơi. Rồi xịn không nào. Ok con dê luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Ok và bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm các con vật nữa nha các bạn. Mình sẽ đi bắt rất là nhiều các con vật nữa nha. Các bạn ơi, đấy cái bãi nuôi cá bằng kính này. Quá là xịn luôn.